Hello, hello. Xin chào các bạn. Để đến với Thuần Khắp đầu ngày hôm nay. Hiện bây giờ là chiều ngày Chủ nhật tại Hoa Kỳ ở Việt Nam. Các bạn đã bước qua đầu tuần ngày thứ hai rồi. Và cũng giống như là mọi Chủ nhật thứ nhất, Thuần sẽ cùng các bạn xem coi là trong tuần này chúng ta có những cái sự kiện lớn gì. Thứ hai, chúng ta cũng sẽ cùng nhau xem coi là cuối tuần này đã có những thông tin ở bậc gì. Về mặt giá cả đó thì rất là tốt các bạn. Hiện bây giờ giá Bitcoin đó cũng đâu đó khoảng chừng là 63.000 đô. Chúng ta cũng sẽ cùng nhau nói tới những cái thông tin như là liên quan đến là cái account demo hiện bây giờ ra sao rồi các bạn hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau chung mình giá cao đa một và nó rất là tốt hay bây giờ đó đang tăng khoảng trên là một phần cũng như là mỗi hai tuần ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ với các bạn cái thông tin liên quan tới danh mục đầu tư của thuận ra sao và hiện bây giờ thuận đang làm gì và nhiều thông tin nổi bật khác trước hết á, chúng ta hãy nhìn vào những cái sự kiện tài chính lớn trong tuần này các bạn có thể thấy được trên màn hình thì phần lớn chúng ta có rất nhiều những cái quan chức của Fed sẽ phát biểu lại là một tuần rất là bận rộn các bạn. Chúng ta bắt đầu từ ngày thứ hai như là ngày mai tại Hoa Kỳ đó thì chủ tịch Fed ở Philadelphia là Tom Harker sẽ phát biểu khi mà chúng ta nhìn thấy được những cái như là chủ tịch Fed Philadelphia nghĩa là đây là cái chủ tịch địa phương các bạn chúng ta biết là Fed thì có rất nhiều chủ tịch nhưng mà phần lớn họ là những cái chủ tịch địa phương và chỉ có một tổng chủ tịch mà thôi đó chính là chủ tịch John Powell thì chúng ta nhìn thấy được là ngày thứ ba đó thì phó chủ tịch Fed phụ trách giám sát là Michael Barr sẽ phát biểu ngày thứ tư đó là một ngày rất bận rộn các bạn chúng ta có cái chỉ số việc làm từ ADP thì đây là cái công ty mà họ cung cấp dịch vụ biên chế có nghĩa là họ cung cấp cái dịch vụ là trả lương cho những cái công ty khác cho nên họ cũng có những cái thống kê liên quan tới việc làm hãy xem coi là tháng 2 mới đây đó tình hình việc làm ở Hoa Kỳ ra sao và ngày thứ tư đó chúng ta cũng có chủ tịch Fed John Powell thì John Powell là tổng chủ tịch các bạn người mà quan trọng nhất ở Fed ông sẽ giữ cái buổi điều trần tại quốc hội và nó sẽ xảy ra vào hai ngày ngày thứ tư và ngày thứ năm ở hạ viện và một buổi ở thượng viện Thu thì không có nhớ là ngày thứ tư ông sẽ đến thượng viện trước hay là hạ viện trước nhưng mà thuận sẽ chia sẻ thông tin với các bạn khi nào mà có những cái tin tức đến từ cái buổi điều trần đó và đây là cái buổi điều trần mỗi năm là phải có hai lần ở quốc hội các bạn và đây là cái cơ hội để cho chủ tịch john paul trình bày với quốc hội là nửa năm qua thì tình hình như thế nào ông đã làm tròn trách nhiệm của mình với chức vụ là chủ tịch của fed hay chưa và đương nhiên thường nghĩ là những cơ hội sẽ xoay quanh hai vấn đề lớn thứ nhất là phần trăm thất nghiệp sẽ như thế nào và thứ nhì khi nào thì Fed mới giảm lãi suất. Các bạn nên biết là bây giờ ra thì cái áp lực giảm lãi suất đến từ khắp nơi, đến từ quốc hội, đến từ nhà trắng, đến từ những công ty Foward, đến từ ngân hàng nhỏ. Tại vì chúng ta nên biết là phần trăm lãi suất nó đã thấm vào trong thị trường rồi khiến cho cái nền kinh tế đã chậm lại. Chúng ta có thể nhìn thấy được thông qua một số những cái thông tin. Chúng ta có thể thấy được là mặc dù là những chứng khoán thì liên tục đạt đỉnh mới trong năm nay khi mà chúng ta nhìn vào những chỉ số nói chung nhưng mà những ngân hàng địa phương đó thì lại liên tục giảm do cái sự lo ngại về thị trường bất động sản thương mại chương trình cho vay khẩn cấp của Fed cũng sẽ hết hạn vào ngày 11 tháng 3 và chủ tịch Fed cho biết là ông sẽ chấp nhận một số ngân hàng địa phương sụp đổ không rõ là ông sẽ thực hành như vậy hay là ông chỉ nói như vậy mà thôi tại vì các bạn thấy được nếu như mà một ngân hàng địa phương sụp đổ đó cũng có thể kéo theo nhiều ngân hàng khác cái sự kiện của tháng 3 của năm ngoái có thể lặp lại các bạn lúc đó giá bitcoin đã tăng từ 20.000 lên tới 30.000 các bạn có thể nhìn thấy trên màn hình đây là những cái ngân hàng địa phương lớn thì chúng ta có thể thấy là những ngân hàng như là New York Community Bank thì từ đầu năm tới bây giờ đó cổ phiếu đã giảm 66% cho bạn Valley National Bank cổ phiếu đã giảm 26% Metropolitan Bank cũng giảm 26% Harbor One giảm 18% Zion Bank giảm 15% Western Alliance giảm 13% Comerica giảm 12% Citizen Financial giảm 6% và US Bank giảm 6% thì tại sao những ngân hàng địa phương lại thấy cổ phiếu của mình giảm như vậy thì phần lớn nó là liên quan đến những cái bất động sản thương mại chỉ là những cái bất động sản mà các bạn dùng để cho thuê cho những công ty họ mướn để mà mướn mặt bằng hay là mướn để mà làm văn phòng thì sau đại dịch á các bạn thấy được là cái nhu cầu để mà mướn những cái văn phòng đã giảm xuống rất là nhiều rồi bây giờ đó thì khi các bạn đi phỏng vấn hoa kỳ phần lớn đó, công việc thì vẫn muốn các bạn vào công ty nhưng mà không giống hồi xưa nữa các bạn hồi xưa là các bạn phải vào công ty là cả tuần luôn bây giờ thường đó là các bạn vào công ty 3 ngày và ở nhà hai ngày thì cho dù bây giờ cái nhu cầu sử dụng bất động sản cũng đã có lại một chút nhưng mà nó không giống hồi xưa nữa dẫn đến rất là nhiều những cái bất động sản bây giờ bỏ trống các bạn họ không cần nhiều mặt bằng như vậy nữa và cái điều mà các bạn nên hiểu đó là những cái bất động sản thương mại này nó khá là rủi ro cho nên những ngân hàng lớn đó, họ sẽ không đụng đến mà phần lớn là những cái ngân hàng địa phương sẽ là những cái công ty mà cho vay và những bất động sản thương mại này nó không giống như là các bạn mua nhà ở Hoa Kỳ các bạn vay là 30 năm những cái bất động sản này để các bạn vay thời gian ngắn hơn thường nhớ là khoảng từ 7 tới 10 năm gì đó và người ta vay thì người ta sẽ cho mướn còn cái tiền cho mướn sẽ dùng để mà trả ngân hàng có hai vấn đề thứ nhất là hiện bây giờ đó, cái số lượng người mướn những bất động sản thương mại đã không còn nhiều nữa sau đại dịch như thường vừa chia sẻ thứ hai nữa là bây giờ lãi suất lại cao trước đây đó thì họ sẽ tìm cách để mà refinance nghĩa là mượn lại khi mà cái nợ này hết hạn và họ có tiếp tục mượn như vậy để có thể kéo dài thời gian tại vì nếu như mà mượn chỉ trong thời gian ngắn là 10 năm đó, thì con số rất là lớn họ phải trả và họ sẽ không có lời nhưng mà cái vấn đề bây giờ đó là những cái nợ họ vay mượn cách đây ba năm 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 có thể là bây giờ đã đến hạn rồi các bạn và bây giờ lãi suất lại cao dẫn đến là nếu như mà họ phải đi vay mượn nợ mới thì cái lãi suất nó rất rất cao luôn dẫn đến là những cái công ty đó sẽ bị phá sản và nếu như họ phá sản những ngân hàng cho họ vay cũng sẽ gặp vấn đề lớn cho nên chúng ta mới nhìn thấy được là những ngân hàng địa phương mà có cho vay để mà kinh doanh bất động sản thương mại đó thì gặp vấn đề rất lớn trong năm nay và tất cả điều liên quan đến lãi suất hết các bạn lãi suất nó ảnh hưởng đến thất nghiệp nó ảnh hưởng đến bất động sản thương mại nó ảnh hưởng tới bất động sản của người dân nó ảnh hưởng đến bầu cử tổng thống nó ảnh hưởng đến bầu cử quốc hội các bạn cho nên tất cả những cái áp lực sẽ dồn về là khi nào mới cắt giảm lãi suất và chúng ta cũng có một thông tin nữa hôm nay đó chúng ta có cái thông tin là cái nhóm opec plus đây là cái nhóm của những quốc gia mà họ sản xuất nhiều dầu thì các bạn nhìn thấy được trên màn hình là chúng ta À, đã thấy là cái giá dầu, hợp đồng của dầu đã giảm liên tục khoảng chừng là tháng 6 của năm 2022 đến bây giờ lúc đó một thùng dầu đó ở mức là 120 đô, hiện bây giờ đó một thùng dầu ở mức là 79 đô, 97 cent khoảng chừng là 80 đô các bạn và đã ở dưới 80 đô một thời gian luôn. Chúng ta có thể thấy được là OPEC Plus đã gia hạn cắt giảm sản lượng dầu thô đến giữa năm nhằm thúc đẩy tăng giá. Đây là quyết định đã được thị trường dự đoán từ trước rồi các bạn. Tại vì ở trong thời điểm này, các bạn nên biết là họ cũng đã cắt giảm cái sản lượng dầu một thời gian dài rồi hơn một năm qua và với tình hình mà cái giá dầu thấp như vậy không có lý do gì mà họ lại tiếp tục sản xuất thêm nhiều dầu cho nên cái việc mà họ gia hạn để mà cắt giảm tiếp tục đó cũng là điều mà thị trường đã dự đoán từ trước mặc dù đã có nhiều nỗ lực hơn một năm năm qua giá dầu cơ bản thấy được là vẫn ở cái mức thấp sau khi giảm vào tháng 7 của năm 2022. Ban đầu đó thì những quốc gia này nói là họ cần cái mức giá dầu ở mức 100 đô một thùng. Bây giờ là họ chỉ mong muốn 90 đô một thùng mà thôi, nhưng mà giá nó phần lớn vẫn dưới 80 đô. Thì lý do tại sao thì các bạn đã biết một phần lớn là tại vì do lãi suất, lãi suất tăng không phải là chỉ ở Hoa Kỳ các bạn mà lãi suất tăng ở rất nhiều nơi ở châu Âu, ở nước Anh, ở rất nhiều quốc gia khiến cho nền kinh tế chậm lại và rất rõ ràng là cho dù cắt giảm nhiều như vậy vẫn không có đẩy giá dầu tăng lên nếu như mà không cắt giảm các đây hơn một năm có thể còn tệ hơn nữa các bạn và cái quyết định này đã một lần nữa chỉ là gia hạn những thỏa thuận đã cắt giảm sản lượng trước đó mà những quốc gia này đồng ý mà thôi giống như chúng ta nói tôi là ả rập xê út gia hạn cắt giảm tình nguyện một triệu thùng mỗi ngày cho đến cuối quý hai nước nga đã thực hiện cắt giảm tình nguyện là bốn trăm bảy mươi nghìn thùng dầu mỗi ngày cho đến hết quý hai các tiểu vương quốc ả rập thống nhất gia hạn cắt giảm tình nguyện là một trăm sáu mươi ba thùng dầu mỗi ngày cho đến cuối tháng 6 và Iraq gia hạn các giảm tình nguyện là 220.000 thùng mỗi ngày cho đến cuối tháng 6. Các bạn thấy được là tất cả nó đều liên quan đến lãi suất hết. Cho dù là các bạn đứng ở phía bên nào, các bạn đứng ở đảng nào, các bạn đứng ở quốc gia nào thì lãi suất vẫn là đề tài mà nóng nhất hiện bây giờ. Ngay bây giờ đó chúng ta nhìn vào hợp đồng tương lai của CMB thì các bạn thấy được là cái cuộc họp vào ngày 20 tháng 3 này nghĩa là còn 16 ngày nữa khoảng 2 tuần nữa là cái cuộc họp thứ nhì trong năm nay và 95% đương nhiên về là Fed sẽ không cắt giảm lãi suất, sẽ giữ nguyên lãi suất các bạn. Cái này là điều mà chúng ta cũng đã từng nói đến rất nhiều rồi các bạn. Không có lý do gì mà chúng ta nghĩ là Fed sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 3. Vào tháng 5 đó, trước đây thị trường nghĩ là sẽ có một cái đợt cắt giảm lãi suất lần đầu tiên nhưng mà bây giờ thì 71% phần lớn là nghiêng về là sẽ không có các giảm lãi suất mãi cho đến tháng 6 các bạn. Tháng 6 năm nay sẽ là cái tháng đầu tiên dựa theo những chỉ số trên CME chúng ta có khả năng cao nhất là có cái đợt cắt giảm đầu tiên là 0.25% và hiện bây giờ đó thị trường tài chính và Fed cuối cùng cũng đã có một cái sự cân bằng rồi. Trước đây thì uh, chủ tịch John Powell nói là có khả năng năm nay đã kỳ vọng là Fed chỉ cắt giảm có 3 lần mà thôi. Mỗi lần là 0.25% nhưng ba là 0.75 nhưng mà ở trong thị trường tài chính ấy, thì họ nghĩ là Fed cắt giảm có thể lên tới là 6 lần có nghĩa là tới 1.5% lần các bạn nhưng mà bây giờ đã hai bên hầu như đã cân bằng lại và ngay cả bây giờ phố Wall nghĩ là khả năng chỉ có 3 đợt cắt giảm lãi suất mà thôi thì cắt giảm lãi suất có nghĩa gì? Có nghĩa là lúc đó dòng tiền sẽ lại đổ vào trong thị trường các bạn tại vì cắt giảm lãi suất có nghĩa là nới lỏng cây dòng tiền và rất nhiều người muốn biết Fed sẽ chia sẻ thêm thông tin gì trong tháng 3 này. Đương nhiên phần lớn mọi người nghĩ là sẽ không có cái cắt giảm lãi suất nhưng mà cái điều quan trọng hơn trong tháng 3 này là nhiều người muốn biết là khi nào Fed mới ngưng bán công trái phiếu. Các bạn nên biết là có hai đơn vị bán công trái phiếu của Hoa Kỳ. Thứ nhất đó chính là Bộ Tài chính. Khi mà Bộ Tài chính bán công trái phiếu có nghĩa là họ muốn có thêm tiền để mà hoạt động chính phủ của Hoa Kỳ. Bán công trái phiếu ra thị trường để mà lấy tiền đó để tiếp tục hoạt động chính phủ hoa kỳ cái đó khác với lại fed bán công trái phiếu khi mà thuận nói tới fed bán công trái phiếu nghĩa là họ cũng mua công trái phiếu của chính phủ hoa kỳ và nhiều công ty nhất là trong đại dịch các bạn nhiều công ty đã cần vốn thì fed đã là cái đơn vị mà cung cấp vốn cho họ bằng cách là mua những cái giấy nợ đó và trong cái chu kỳ siết chặt dòng tiền thì fed không những là tăng lãi suất mà còn bán những công trái phiếu đó bán những công trái phiếu đó có nghĩa là thu tiền trở về thì rất là nhiều người muốn biết là khi nào thì fed mới ngưng bán trái phiếu trong lịch sử đó khi mà fed bắt đầu giảm lãi suất thì họ cũng sẽ ngưng bán trái phiếu luôn đây là điều mà nhiều người sẽ muốn biết trong tháng 3 này và cũng sẽ là những câu hỏi chúng ta sẽ nhận được vào thứ tư và thứ năm tuần này các bạn khi mà chủ tịch chọn paul đến quốc hội tôi nghĩ phần lớn sẽ xoay quanh liên quan tới lãi suất khi nào mới giảm công trái phiếu khi nào mới ngưng bán còn về tinh thất nghiệp đó, thì uh, chủ tịch chọn paul nghĩ như thế nào mọi người đều muốn một điều đó chính là chúng ta có hạ cánh mềm hạ cánh mềm nghĩa là thành công đẩy lùi lạm phát mà không có suy thoái tài chính trong lịch sử đó thì uh, mỗi lần mà fed giảm lãi suất là chúng ta có một đợt suy thoái thì mọi người bây giờ đó đang kêu gọi cho John Powell là đừng lập lại lịch sử hãy nghĩ đến việc giảm lãi suất nhanh hơn là cần thiết để tránh cái việc là có một suy thoái tài chính thì khi mà chúng ta nghĩ đến hạ cánh mềm nếu mà thật sự si rõ xảy ra đó thì wow các bạn chúng ta có thể nhìn thấy được ngay bây giờ ở trong thị trường đó thì chứng khoán liên tục đạt đỉnh mới khi cho nó tới những cái chỉ số Hoa Kỳ bất động sản với cái mức cao hiện tại chúng ta nói tới là những tài sản như là crypto cũng đang tăng giá Bitcoin gần trở về đỉnh cũ mà bây giờ mà chúng ta có hạ cánh mềm Fed giảm lãi suất dòng tiền chảy vào nữa thì nó sẽ kinh khủng như thế nào các bạn chỉ là không biết là có suy thoái tài chính hay là không nhưng mà về dài hạn đó thì kết quả đối thủ nó cũng giống nhau mà thôi không có suy thoái tài chính thì chúng ta sẽ tiếp tục tăng trưởng và tăng rất là mạnh có suy thoái tài chính thì đương nhiên trong một thời gian ngắn có thể có một cái sự điều chỉnh tùy theo là suy thoái tài chính sâu bao nhiêu các bạn nhưng mà sau đó thì Fed cũng sẽ phải giảm lãi suất rất là nhanh dẫn đến lại có dòng tiền đổ vào và những tài sản lại sẽ tăng giá tới cái cuối cùng nó cũng kết quả giống nhau thôi có nghĩa là cái điểm đến cuối cùng đó đều sẽ là tăng giá nhưng mà đến đó như thế nào tăng thẳng bây giờ hay là sẽ có một cái đợt suy thoái rồi mới tăng giống như chúng ta có thể nghĩ đến năm 2020 các bạn khi mà chúng ta có một cái sự kiện bất ngờ xảy ra là đại dịch thì lúc đó những tài sản giảm giá dẫn đến là Fed cũng phải giảm lãi suất xuống 0% để mà kích thích nền kinh tế và tới cuối cùng chúng ta nhìn thấy được là Bitcoin và những tài sản vẫn đạt cái đỉnh mới trong thời gian đó chỉ là con đường đến đó, những gì sẽ xảy ra mà thôi chứ còn cái đích đến đối thuận nó cũng giống nhau. Đó là gì mà chúng ta sẽ tiếp tục nói đến vào thứ tư và thứ năm tuần này. Và vào thứ tư của tuần này đây chúng ta cũng có chủ tịch Fed ở San Francisco là Mary Daly phát biểu. Chúng ta cũng có một cái thông tin đó chính là một cái gọi là Facebook thì cái này nó hiểu đơn giản là thống kê tình hình kinh tế mà Fed sẽ chia sẻ trong suy nghĩ của họ là kinh tế bây giờ đang tốt hay là xấu và như thế nào. Và ngày thứ tư chúng ta có cục dự trữ liên bang là chủ tịch Fed Minneapolis là Neil Kaskary cũng sẽ phát biểu. Ngày thứ năm đó thì ngoài việc là chủ tịch John Powell sẽ tiếp tục giữ cái buổi điều trần thì chúng ta cũng có chủ tịch Fed ở Cleveland là Loretta Master cũng sẽ phát biểu. Ngày thứ sáu đó chúng ta có chủ tịch Fed ở New York là John Williams phát biểu và cũng ngày thứ sáu chúng ta sẽ có cái tỷ lệ phần trăm thất nghiệp ở Hoa Kỳ tháng trước là 3.7%, ước tính tháng này cũng là 3.7% hiện tại. 3.7% là con số rất là thấp. Nói chung các bạn nhìn thấy được là trong tuần này đầu tuần mà cũng lại sẽ rất là bận rộn với nhiều thông tin. Chúng ta bây giờ hãy nói nói tới một số những tin tức khác đi Các bạn nhìn thấy được là giá BTC bây giờ đó đã hơn 63.000 đô rồi Giá vừa nước tốt các bạn hiện bây giờ là khoảng 63.200 đô Và cái phần trăm Bitcoin đang có lời hiện tại đó là lên tới 98.14% Chúng ta đã bắt đầu đi vào cái vùng màu đỏ này Nghĩa là hơn 95% có lời dựa theo classno đó là bắt đầu từ ngày 26 tháng 2 Cho đến bây giờ có nghĩa là trong khoảng thời gian là một ngày, 2 ngày, 3 ngày, 4 ngày, 5 ngày, 6 ngày, ngày qua Gần một tuần qua chúng ta đã trong cái vùng màu đỏ này rồi và và giá Bitcoin đã vẫn đang rất tốt hiện tại các bạn. Và Thuần cũng muốn hỏi cộng đồng Đà Bitcoin đó ở mức là 62.000 đô ngày hôm qua giá sẽ ra sao trong tháng 3 này các bạn cũng nên nhớ là tháng 3 là một tháng mà trước đây những năm đầu tiên là màu đỏ nhưng mà sau này đó, tháng 3 là màu xanh thì uh, có một cái sự phân chia trước năm thường nhớ là 2018 và sau năm 2018 thì các bạn nghĩ là tháng 3 này sẽ giống như những tháng 3 trước đây là một màu xanh hay là không và phần lớn đó các bạn nghĩ gì cho dù là thuận hỏi câu hỏi này ở trên telegram ở trên uh, Twitter hay là ở trên YouTube có rất nhiều bạn ra ủng hộ và đã bỏ phiếu các bạn nhưng mà chúng ta nhìn thấy được là kết quả đó của ba nơi này đều giống nhau phần lớn các bạn nghĩ là sẽ tiếp tục pump trong tháng 3 này chúng ta sẽ lấy cái con số nhiều nhất là ở trên telegram tổng cộng có hơn 6.000 bạn đã bỏ phiếu 40 phần trăm của các bạn nghĩ là sẽ tiếp tục pump nhưng mà ngược lại đấy, các phần nghĩ là sẽ điều chỉnh cũng gần như bằng các bạn 35 phần trăm gần như 50 50 những bạn nghĩ là tiếp tục sẽ tăng hay là có sẽ có sự điều chỉnh 17 phần trăm nghĩ là sẽ giữ cái mức hiện tại và 8 phần trăm không quan tâm tiếp tục trung bình giá và nói thật kết quả này cũng làm cho thường khá là bất ngờ tại vì đối với lại những cái comment á, thì thường hay đọc những comment các bạn để ở trên những mạng xã hội hay là ở trên youtube đó, phần lớn thường đều đọc hết bởi thường cố gắng nha, trả lời những comment trên youtube nhiều nhất có thể và còn những mạng xã hội đó, thì tại vì nhiều quá cho nên các bạn thông cảm thường không thể nào mà trả lời từng bạn được nhưng mà thường đều đọc những comment đó và những comment á, thì nó lại cho thấy được là nhiều bạn nghĩ là sẽ có sự điều chỉnh nhưng mà khi bỏ phiếu đó thì nó lại cho chúng ta một cách nhìn khác là phần lớn các bạn nghĩ là sẽ tiếp tục tăng cho nên Thuận thích những bài bỏ phiếu này Nó thường có cái sự khác biệt so với là những comment thường đọc các bạn Khi đọc comment thì các bạn nghĩ là nhiều người chờ điều chỉnh Nhưng mà sự thật là nhiều người nghĩ là sẽ tiếp tục tăng Đó là kết quả của cuộc bỏ phiếu từ hôm qua tới bây giờ Ở trên Telegram, ở trên Twitter và trên Youtube Các bạn nghĩ sao về tháng 3 này các bạn hãy comment ở bên dưới Hiện bây giờ đó chúng ta có thể nhìn thấy được là cái thông tin lớn nhất ảnh hưởng đến giá của BTC đó không có gì khác hơn đó chính là Bitcoin ETF và hầu như các bạn có nghĩ đi từ khoảng chừng là giữa tháng 1 tới bây giờ đó cái thông tin nào ảnh hưởng nhiều nhất hàng ngày đều là liên quan tới Bitcoin ETF hết các bạn thấy là ngày mai đó lại sẽ tiếp tục nói tới thông tin liên quan tới dòng tiền của Bitcoin Smart ETF tại vì ngày mai là cái ngày mà những cái quỹ này sẽ tiếp tục giao dịch và khi thường zoom vào đó các bạn sẽ nhìn thấy được là vào ngày thứ sáu kết thúc đáng tiếc là cuối cùng chúng ta đã có một cái ngày có dòng tiền âm đó chính là 139 triệu các bạn vào ngày thứ sáu và điều này đó là tại vì chúng ta thấy được là cái số lượng thu vào bởi những quỹ còn lại đó không có nhiều mà cái số lượng bán ra bởi Grayscale. Grayscale đó đã tăng tốc bán khoảng chừng là 4 ngày còn lại của tuần vừa rồi. Chúng ta nhìn thấy được là cái con số lượng bán bởi Grayscale đã lên tới 492 triệu vào ngày thứ sáu trong khi những quỹ khác đã thu vào cũng nhiều nhưng mà đã không thể bù đắp được số đó. Những ngày trước đó đó thì Grayscale cũng bán nhiều nhưng mà BlackRock thu vào rất là nhiều các bạn. Nói chung nhìn một ngày thì các bạn có thể cảm thấy được là cũng thất vọng tại vì các bạn muốn ngày nào cũng là dòng tiền dương nhưng mà sự thật đó tuần vừa rồi là một tuần rất là tốt chúng ta thấy được là ngày nào cũng thâu vào là hai trăm mấy triệu năm trăm mấy triệu sáu trăm mấy triệu và cho dù ngày thứ sáu là cái ngày mà có con số âm đầu tiên sau một tuần nhưng mà các bạn nên biết là tuần vừa rồi là một tuần mà có con số cực cao tổng cộng là một tỷ bảy đô la đã vào những quy bịch smart etf chỉ là ngày thứ sáu là một ngày mà chúng ta có dòng tiền yếu hơn mà thôi nhưng mà cả tuần vẫn rất rất là tốt các bạn và À, các bạn cũng nên biết là tại sao mà chúng ta thấy hầu như là Rayscale đó đã ngừng bán rồi. Các bạn nhìn thấy được là những ngày như là ngày 22 tới ngày 26 tháng 2 đó thì họ bán là 50 triệu, 40 triệu, 20 triệu. Hầu như họ đã gần như ngừng bán rồi nhưng mà đột ngột lại tăng tốc lên. Thì uh, lý do thường nghĩ phần lớn là liên quan đến công ty Genesis. Công ty Genesis là công ty mà họ lưu trữ rất là nhiều GBTC của Rayscale và họ cũng đang phá sản các bạn và họ cần phải có tiền để mà trả nợ. Cho nên uh, tòa án đã cho phép họ bán cái số lượng cổ Bổ phiếu GBDC họ có là 1 tỷ ba Và nếu như chúng ta nhìn những con số trước đó thì không biết được chắc chắn là trong những con số này đó là bao nhiêu người chốt lời, bao nhiêu người muốn chuyển qua nhiều quỹ khác và bao nhiêu trong con số này đến từ công ty Genesis. Nhưng mà chúng ta có thể nhìn con số trung bình 3 ngày trước đó, 50, 40, 20 thì cho là khoảng chừng là 30-40 tới triệu mỗi ngày. Thì các bạn trừ ra cho những con số từ ngày 27 tới ngày 1 tháng 3 thì có khả năng là mỗi ngày đã giống như là ngày 27 thì có thể là họ đã bán giống như là 80 triệu rồi và ngày 28 có thể họ bán là 100 mấy triệu rồi ngày 29 tháng 2 có thể là họ đã bán 500 mấy triệu và ngày thứ sáu mới đây họ đã bán 400 mấy triệu dựa theo những cái ước tính đó thì nếu là sự thật đó thì họ cũng đã gần như bán xong rồi có thể là trong vòng vài ngày nữa thôi là chúng ta sẽ thấy là cái con số được bán bởi GBTC sẽ giảm xuống rất là nhiều khi mà Genesis ngưng bán đó là cái tình hình của Bitcoin Smart ETF nhưng mà tôi như rồi tôi như thường vừa chia sẻ một tuần rất là thành công các bạn dẫn đến là BlackRock đã trở thành công ty đầu tiên cung cấp Bitcoin Spot ETF đạt 10 tỷ đô la. Các bạn nên biết con số đó nó kinh khủng như thế nào. Các bạn có thể thấy được là cái quỹ ETF đầu tiên về vàng khi mà tung ra cách đây cũng lâu rồi các bạn. Cái quỹ ETF đầu tiên về vàng đó là được bắt đầu là vào ngày 1 tháng 11 năm 2004. Thì cách đây cũng khoảng chừng là 20 năm rồi. Nhưng mà cái quỹ đó tốn tới 2 năm mới có thể đạt được cái con số là 10 tỷ đô la. Đương nhiên chúng ta cũng phải lấy con số này nhân cho cái con số phần trăm lạm phát. Nhưng mà cho dù là gì nữa thì các bạn cũng có thể hình dung được là cái tốc độ mà công ty BlackRock đó đã có thể thu hút được dòng tiền mạnh như thế nào. Chỉ trong vòng có 7 tuần thôi họ đã có thể là thu vào 10 tỷ đô la rồi trong khi mà cái quỹ vàng ETF đầu tiên phải tốn tới 2 năm. Và có nhiều người bây giờ đã họ lại bỡ ngỡ là ồ oh, thì ra là Bitcoin Spot ETF có thể khiến cho giá tăng như vậy trong khi chúng ta đã nói tới rất là nhiều cách đây dài năm rồi các bạn từ khi chúng ta bắt đầu có kênh này đó, vào năm 2019 chúng ta đã nói rất là nhiều về cái biểu đồ này các bạn có thể hình dung được là cái sự ảnh hưởng của vàng ETF với giá vàng như thế nào sau khi mà có ETF như là ngay cái dòng tròn này các bạn thì giá đã tăng lên rất là nhiều đương nhiên trong thời gian ngắn đó ngay cả vàng ETF các bạn thấy được là sau khi có nó cũng có cái sự điều chỉnh trước khi mà tăng và chúng ta cũng có cái sự điều chỉnh sau khi có Bitcoin Spot ETF điều chỉnh 20% trước khi mà chúng ta có sự tăng trưởng này thì đối với lại thuận và nhiều bạn thì cũng không gì là quá bất ngờ đâu. Cái bất ngờ đó là cái thời gian nó rút ngắn như thế nào. Và bây giờ chúng ta thì được giá BTC đã hơn 63.000 đô rồi, chuẩn bị trở về cái đỉnh cũ nhanh hơn vàng rất nhiều các bạn. Điều này cho các bạn thấy được là cái nhu cầu thu mua và tiếp cận Bitcoin bây giờ đang lớn ra sao. Và đương nhiên chúng ta đều biết là cái số lượng Bitcoin này phần lớn sẽ được thu mua từ sàn OTC như là cái sàn thỏa thuận đó các bạn và phần lớn họ sử dụng Coinbase và nếu như mà mua không đủ đó thì họ phải sử dụng cái sàn Spot và đương nhiên khi mà có cái số lượng lớn thu mua trên sàn Spot sẽ dẫn đến giá cả tăng và chúng ta nhìn thấy được một thông tin được chia sẻ bởi CEO của Crypto Khoan thì đây là cái thông tin mà cho chúng ta thấy được là trên sàn Coinbase Prime đó thì họ có bao nhiêu cái dòng tiền đổ vào tại vì sao các bạn tại vì cái số lượng mà được thu mua trên sàn OTC và những quỹ này ra phần lớn họ sẽ lên Coinbase Prime để mà thu mua và chúng ta muốn biết là trên đây đó thì hàng ngày cung cấp bao nhiêu tính thanh khoản thì cũng khá tốt các bạn nhưng mà một điều rất rõ ràng trước khi mà có Bitcoin Spot ETF đó các bạn có thể nhìn thấy được là những cái thanh này rất là thấp có nghĩa là trên sàn OTC đương nhiên cũng có người mua người bán hàng ngày nhưng mà cái khối lượng đó không có nhiều bắt đầu từ tháng 1 của năm nay khi mà có Bitcoin Smart ETF đó thì rất rõ ràng là cái khối lượng mà được nạp vào trên OTC đã tăng rất là nhiều. Đây cũng là một dẫn chứng cho thấy được là cái sàn OTC hoàn toàn là không có cái sự chuẩn bị trước đó khi mà có Bitcoin Smart ETF rồi để họ mới bắt đầu là kêu gọi thêm người nạp tiền vào trong sàn OTC. Tại vì bây giờ cái nhu cầu thu mua đã tăng lên rồi. Nhưng mà các bạn nhìn thấy được là một thời gian sau đó thì cái số lượng nó cũng đã giảm xuống. Nhưng mà gần đây đó chúng ta đã thấy được cái số lượng lại tăng trở lên thì ceo của crypto Khoan đã nói là rất khó để có thể biết được là trên những sàn otc thật sự còn bao nhiêu bitcoin tại vì họ không có công khai những thông tin đó đây chỉ là một cái ước tính được đưa ra bởi crypto Khoan mà thôi và lập luận của crypto nên là chúng ta thật sự vẫn còn bitcoin trên sàn otc hàng ngày chứ không phải là đã cạn kiệt như là một số người nói đến cái đó đó thường nghĩ là có khả năng tại vì hàng ngày chúng ta đều có thêm người muốn bán và họ sẽ bán thông qua otc nếu như họ buôn bán cái số lượng lớn nhất là khi họ biết đã có sẵn người chờ để mà mà mua rồi. Nhưng mà các bạn nên biết là trước đây khi mà chưa có Bitcoin Spot ETF thì những cái người đó họ bán ở đâu? Khi mà cái nhu cầu ở trên OTC không cao thì họ sẽ phải bán ở trên sàn Spot. Thì cho dù là chúng ta thấy là phần lớn vẫn được thu mua trên OTC chỉ cái số lượng mà hơn mà không có đủ nhu cầu thì họ mới thu mua ở trên sàn Spot mà thôi và mỗi ngày thì sẽ có người muốn bán các bạn giống như là mỗi ngày sẽ có những công ty đào họ muốn bán, sẽ có những đơn vị họ muốn bán vì lý do này hay lý do kia cho nên mỗi ngày sẽ có thêm nhưng mà chúng ta cũng nên hiểu là ngược lại đó thì trước đây khi mà nhu cầu OTC không cao thì có khả năng những người đó khi họ cần bán họ lại phải bán trên sàn spot thì bây giờ đó ít nhiều gì với cái sự tiêu thụ Bitcoin trên sàn OTC của những quỹ Bitcoin Spot ETF đó đã khiến cho nhiều người thay vì bán sàn spot họ đã có thể kiếm được người mua ở trên sàn OTC cho nên nghĩa tích cực là cho dù cái dòng tiền vào sàn spot đó có thể là không cao nhưng mà ngược lại nó làm yếu đi cái nguồn cung trên sàn spot từ những đơn vị mà muốn bán nhiều trước đây khi mà họ không kiếm có người mua trên sàn otc và ngoại trừ những quỹ bitcoin spot etf công khai ra thì chúng ta thấy được là có rất nhiều động tĩnh chúng ta cũng biết là những quỹ bitcoin spot etf đó thì sẽ không chỉ có hoa kỳ đâu chúng ta cũng có những quốc gia những nơi như là ở hồng kông đó cũng đang chuẩn bị có bitcoin spot etf và cũng có những cá voi cũng tích lũy song song với những cái quỹ này các bạn thật ra họ like chúng ta vẫn chưa biết họ tích lũy có thể là họ cũng chuẩn bị có bitcoin spot etf hay là họ có một cái sản phẩm gì đó họ cần sử dụng nhiều bitcoin mọi thứ đang diễn ra và chúng ta có thể thấy những cái thông tin nó cực kỳ bất thường giống như là chúng ta thấy được là vào ngày thứ sáu mới đây đó thì dựa theo tài liệu từ classno đã có 2 tỷ đô la 2 tỷ đô la bitcoin được rút ra khỏi sàn giao dịch trong đó đó có 400 triệu bitcoin đã được rút ra khỏi sàn Binance các bạn 400 triệu đô la Bitcoin được rút ra khỏi sàn Binance và phần còn lại là sàn Coinbase thì chúng ta biết là cái số Bitcoin được rút ra khỏi sàn Coinbase thì có thể liên quan trực tiếp đến những cái quỹ Bitcoin Spot ETF nhưng mà còn Binance thì sao các bạn cho nên chúng ta mới thấy được là ngoại trừ những cái quỹ Bitcoin Spot ETF tích lũy ra thì còn rất nhiều những cá voi lớn cũng tích lũy song song với những cái quỹ đó và chúng ta cho dù thấy được là cái phần trăm bình thường có lời đó rất là cao hiện tại nhưng mà ngược lại chúng ta cũng có những cái lực mua rất là khủng khiếp đến từ những cái tổ chức đầu tư hiện tại và chúng ta cũng có một số những thông tin rất là thú vị cuối tuần này. Các bạn có thể được trên màn hình, ở đây là một cái video ngắn dài khoảng chừng là 2 phút 41 xem được chia sẻ bởi WEF. Đây là một cái đơn vị gọi là Diễn đàn Kinh tế Thế giới các bạn. Và các bạn nên biết đó là Diễn đàn Kinh tế Thế giới năm 2017 đã nói là việc đào Bitcoin là bẩn thiểu, lãng phí và đang trên đà tiêu thụ hết năng lượng của thế giới vào năm 2020. Chúng ta phải ngăn chặn điều này nhưng mà diễn đàn kinh tế thế giới của năm nay đó lại khác lắm các bạn họ nói là việc đà bitcoin sạch sẽ và tạo ra việc làm và đang cung cấp năng lượng cho các nhà máy sản xuất sô cô la trong rừng mưa nhiệt đới ở châu phi và đây là cái đoạn video ngắn mà thường vừa chia sẻ với các bạn họ ca ngợi đà bitcoin đó tốt như thế nào các bạn <laughs> nói chung đó, thì điều gì đã thay đổi Ồ, oh, các bạn nên biết là Larry Fink, CEO của BlackRock là một chuyên thành viên quan trọng của diễn đàn kinh tế thế giới. Cho nên mới nói đó là trên thế giới này không có bạn bè vĩnh viễn, không có kẻ thù vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh viễn mà thôi. Và mạng lưới Bitcoin là mạng lưới mà dựa trên lợi ích các bạn. Cho nên những cái gì mà chỉ dựa trên lợi ích thì sẽ tồn tại rất lâu và sẽ rất là mạnh. Và mạng lưới Bitcoin cũng như vậy, tất cả mọi người đến với Bitcoin là tại vì lợi ích của cá nhân. Chứ Bitcoin không năn nỉ ai các bạn Bitcoin không có năn nỉ Không ai đứng ra để mà năn nỉ người ta đào Bitcoin Người ta đào Bitcoin tại vì người ta có được lợi nhuận Không ai năn nỉ các bạn lưu chữ Bitcoin hết Các bạn lưu chữ Bitcoin tại vì các bạn nghĩ đây là một cái tài sản lưu trữ giá trị Các bạn nghĩ đây là một cái loại tiền tệ Các bạn nghĩ đây là một cái công cụ đa dạng hóa đầu tư Các bạn nghĩ sao cũng được Nhưng mà tại vì các bạn nghĩ có lợi ích cho nên các bạn mới lưu trữ Bitcoin cũng không cần phố war các bạn Chỉ có phố war cần Bitcoin mà thôi Khi nào mà họ thấy được lợi nhuận thì họ sẽ tự tìm đến Bitcoin cho nên mạng lưới Bitcoin là mạng lưới cực kỳ bền bỉ tồn tại 15 năm qua và là mạng lưới mà ngày càng mạnh lên tại vì đó là mạng lưới mà chỉ dựa vào lợi ích mà thôi các bạn. Và nói tới lợi ích thì Thường thấy là cũng có nhiều người thường hay nói đến là những ngày đầu tiên đó, những người mà cùng nhau tạo ra Bitcoin giống như chúng ta nói tới Satoshi là một người ẩn danh không nói đến rồi. Nhưng mà Hào Phi này đó là một chuyện người chúng ta cũng nói tới khá là nhiều. Thì họ muốn Bitcoin là một cái loại tiền tệ của thế giới và họ không quan tâm đến giá cả thì cái đó không hoàn toàn đúng đâu các bạn. Có rất là nhiều những cái email Tuy đúng là họ kỳ vọng lúc đó khi mà tạo ra Bitcoin đó họ kỳ vọng là sau này đây là một loại tiền tệ nhưng mà các bạn thấy được là ngay cả học phi này đó cũng đã đưa ra một cái target ông nghĩ là nếu như mà sau này cực kỳ thành công đó thì một Bitcoin có thể lên tới là 10 triệu đô la ngay cả Satoshi cũng vậy Satoshi đó khi mà chúng ta nói tới những cái email mà gần đây đã được chia sẻ trong tòa đó thường đã chia sẻ một video gần đây với các bạn về cái thông tin đó nhưng mà nào mà muốn biết thêm chi tiết đó, hãy xem một cái video có cái tựa đề là Satoshi là ai tôi nhớ là tôi đã chia sẻ cách đây khoảng chừng một tuần và ngay cái Satoshi đó cũng nói là lý do tại sao ông chọn 21 triệu Bitcoin tại vì ông nghĩ là một ngày nào đó nếu như mà Bitcoin thật sự là được sử dụng uh, cho thương mại quốc tế được sử dụng rất là nhiều thì có thể là lúc đó là 0.001 Bitcoin là một đô la hay là một euro hay là nếu như thành công hơn nữa đó thì có thể là một Satoshi là một đô la hay là một euro thì Satoshi không có nghĩ đến Bitcoin là giá bao nhiêu Nhưng mà cũng nghĩ đến là một đơn vị Bitcoin Có thể có giá trị bao nhiêu Tuy là ở trong những cái email trước đây Satoshi đã nói là ông không có cảm thấy thoải mái Khi mà ai đó chỉ nghĩ Bitcoin Là một cái công cụ đầu tư mà thôi Một cái investment Các bạn thấy được là ngay từ ngày đầu tiên Thì Satoshi cũng đang nghĩ đến là Sau này người ta sẽ nghĩ đến Bitcoin như là một cái công cụ đầu tư Chứ không chỉ riêng là một cái loại tiền tệ Cho nên ông thì không thoải mái Với chỉ nghĩ Bitcoin là một cái công cụ đầu tư, nhưng mà ông cũng không, không ông phủ nhận, có thể là Bích Khôi là cả hai đối với ông, nhưng mà ông không có muốn là quảng bá Bích Khôi là một cái đơn vị đầu tư như vậy. Và nếu như mà ai đó nghĩ như vậy đó thì cũng được thôi, cái đó là mỗi người sẽ có mỗi cách suy nghĩ. Cho nên cả hai các bạn Satoshi và Hafini đó thì đều nghĩ đến Bích Khôi là một cái đơn vị đầu tư cũng như là một loại tiền tệ cả hai luôn, đối với thuận là như vậy. Thì nói tới đây đó thì các bạn thử trên mạng có một người tên là Fred Kruger thì người này cũng đã chia sẻ một cái mô hình ở trên Twitter thì cái mô hình này đó ông cũng không có chia sẻ chi tiết là ông tính giá như thế nào nhưng mà cái mà ông đã làm đó là ông cứ lấy cái con số là 10 triệu đô la được chia sẻ bởi học phi này thì nếu như mà học phi này nói đúng sau này Bitcoin sẽ là 10 triệu đô la thì làm sao Bitcoin mới đạt được con số đó thì các bạn thấy được là ông đã làm một bài toán và nếu như mà đi theo cái mô hình này thì có thể là đến năm 2045 thì một Bitcoin có thể là hơn 10 triệu đô la. 2045 thì còn khá là xa các bạn. 2045, năm nay chỉ là năm 2024 mà thôi, còn tới 21 năm nữa. Lúc đó con Thuận cũng đã 22 tuổi rồi các bạn. Nhưng mà để chúng ta tìm hiểu xem bài toán này đã tính giá như thế nào. Cái mức giá này là cái mức giá ước tính từ cái mô hình chứ không phải là cái mức giá thật. Thì cái mô hình này đã ước tính là tới năm 2024 thì giá Bitcoin sẽ đâu đó khoảng chừng là 66.272. Năm 2025 thì giá sẽ đâu đó là 96.360 Tới năm 2026 đó thì giá Bitcoin sẽ lên tới cái mức là hơn 100.000 đô lần đầu tiên trong lịch sử Và chúng ta có thể nhìn thấy được là sau đó đó thì từ 100.000 đô lên đến 1 triệu đó thì chúng ta cần phải đến cái mức là năm 2033 Lúc đó thì vốn hóa Bitcoin sẽ hơn cả vàng có nghĩa là ông nghĩ khoảng chừng là 9-10 năm nữa thì à, lúc đó vốn của bitcoin mới thật sự là hơn vàng và lúc đó giá bitcoin là sẽ hơn một triệu đô la nhưng mà từ một triệu cho đến 10 triệu thì lại cần thêm một khoảng thời gian nữa các bạn từ năm 2033 tới năm 2045 thì mới có con số là 10 triệu 630 trước đây đó thường đã từng chia sẻ với các bạn lúc mà bitcoin chỉ có vài ngàn đô đó nếu như ai đó nói bitcoin có khả năng đạt được 100 trăm ngàn đô thì thông tin khả năng đó hoàn toàn có nhưng mà nếu như nói tới một triệu đô la đó, thì tôi cảm thấy là rất là khó nhưng mà ngay thời điểm bây giờ đó một triệu đô la nó đã không có còn như xưa nữa các bạn một triệu đô la cách đây khoảng chừng là 5 năm 10 năm nó rất là khác so với lại bây giờ tại vì tiền đã bị mất giá rồi thì câu hỏi đó không phải là khi nào Bitcoin đạt được 10 triệu đô la hay là một triệu đô la mỗi một Bitcoin mà câu hỏi là khi Bitcoin đạt được cái đó rồi thì một triệu đô la thực sự đáng giá bao nhiêu mua được những gì tiền đã làm phát ra sao rồi cái đó mới là quan trọng hơn các bạn nhưng mà đây cũng là một cái thông tin thú vị được rất nhiều người chia sẻ cho nên thì cũng dành một ít thời gian để mà nói về cái thông tin này và chúng ta cũng đã có một cái thống kê là trong tháng 2 đó thì tổng cái doanh thu thợ đào thu được là 1.39 tỷ đô la mặc dù là cái doanh thu từ phía giao dịch đã giảm thì chi tiết hơn là tổng doanh thu tháng 2 cao hơn tháng 1 40 triệu đô la nhưng mà doanh thu từ cái phí giao dịch đã giảm tháng 1 đó là đạt 133 triệu đô la so với chỉ có 71 triệu trong tháng 2 mà thôi thì Hoa Kỳ vẫn dẫn đầu các bạn Foundry USA là cái hội đào lớn nhất ở Hoa Kỳ dẫn đầu trong tháng 2 với việc đào được là 1.334 lóc chiếm là 30.06% thứ nhì là Anpour đào được là 1.152 khối chiếm 25.96% tổng cái số block được đào. Còn vài thông tin nữa tôi muốn chia sẻ nhanh với các bạn rồi chúng ta sẽ nói đến cái danh mục đầu tư của Thuận cũng như là trung bình giá account demo cho tuần này. Thì uh, các bạn thấy được là có một cái thông tin, thông tin này là liên quan đến cái tờ báo Wall Street Journal. Đây là một cái tờ báo mà không biết tại sao vẫn thường hay đăng những cái tin tức phớt các bạn. Và họ đã đăng một cái bài viết mà bây giờ họ đã xóa một phần rồi. Cái bài viết này đó là họ đề cập đến Tether và họ đã cập đến một trong những cái cổ đông lớn của Tether có tên là Christopher Harborn người này đã được Newton tên cùng với công ty Tether thì trong cái bài viết này đó nói là vào cuối năm 2018 đó, lúc đó là có rất là nhiều những cái trục trặc của công ty Tether và sàn Bitfinex tại vì rất nhiều không phải riêng Tether các bạn và rất nhiều những công ty trong thì crypto này đã không kiếm có đối tác ngân hàng. Năm 2018 và năm 2019 đó, có rất nhiều khó khăn tại vì những ngân hàng những quốc gia thì họ không muốn đụng đến crypto nhất là sau khi mà crypto tăng lên tới gần 20.000 đô rồi lại trên đà đi xuống dưới 10.000 đô các bạn. Và lúc đó đó Tether cũng là một trong những cái công ty mà không kiếm có đối tác ngân hàng cùng với lại cái công ty Bitfinex tại vì cả hai đó là cùng một công ty mẹ các bạn là công ty iFinex thì trong bài viết này đã cáo buộc là trong cái thời gian đó khi mà sàn Bitfinex và Tether đó không có đối tác ngân hàng thì họ đã làm những cái chuyện mờ ám và đã giống như là có gian lận trong cái sổ sách đó, thì các bạn thấy được là cái người được Newton tên đó chính là cổ đông lớn của Tether là Chris Harmon đã không có uh, happy các bạn không có vui lắm và cũng đã đệ uh, để đơn để mà kiện Wall Street Journal nói là Wall Street Journal đó đã, cố tình lăn mạ cái danh dự của ông và các bạn thấy là Wall Street Journal đó cuối cùng thì cũng đã chịu thua và cũng đã gỡ tên ông ra khỏi cái bài viết này nhưng mà ông có tiếp tục kiện không nên thì chúng ta không có biết đây là một cái tin tức mới được chia sẻ ngày hôm nay nhưng mà cái các bạn thấy được là càng ngày đó những công ty crypto càng giàu và càng lớn mạnh cũng có nghĩa là họ có đủ tài nguyên để mà tự bảo vệ mình chúng ta cũng có một cái thông tin liên quan tới Ripple về SEC thì các bạn nên biết là cái vụ kiện này vẫn còn một phần và cái phần đó chính là cái vụ việc liên quan tới là Ripple đó khi mà họ bán đồng XRP nhưng cái tổ chức đầu tư thì cái phần đó là họ thua các bạn cái phần còn lại thì họ thắng liên quan đến việc là XRP không phải là chứng khoán nếu như mà bán trên sàn nhưng mà bán trực tiếp từ công ty Ripple đó thì có những cái hợp đồng cho nên cái đó gọi là một hợp đồng đầu tư thì cái phần đó phải xử lý như thế nào đóng phạt ra sao hai bên thỏa thuận như thế nào thì cái đó vẫn chưa có rõ nhưng mà các bạn thấy được là vẫn tiếp tục dẫn đến là chúng ta thấy là tòa án đó đã cho phép gia hạn đến ngày 6 tháng 5 các bạn. Và đương nhiên cái này là cái ngày mà để uh, nộp tất cả giấy tờ mà thôi, hiểu đơn giản là như vậy. Có nghĩa là gì? Điều mà thông muốn các bạn hiểu đó. Bây giờ công ty Ripple họ có đệ đơn để lên sàn chứng khoán hay không đó thì phải chờ chính khi nào đối thuận là phải xong cái vụ kiện này vụ kiện này đó bây giờ sẽ kéo dài cho đến hè năm nay luôn các bạn không biết là trong năm nay cuối cùng có đóng lại được hay là không nhưng mà các bạn thấy được là cái thời gian đã được kéo dài dựa theo cái tài liệu chúng ta nhận được ngày hôm nay và chúng ta cũng có một cập nhật liên quan tới nước Nigeria thì các bạn đã biết là cái nước này đây đã có cái sự xung đột với lại sàn Binance gần đây và họ đã cáo buộc là tại vì sàn Binance có cái P2P đó khi các bạn mua bán trực tiếp và sử dụng cái đồng này Agra của họ thì đã khiến cho cái giá của đồng của họ đã giảm xuống có nghĩa là đã khiến cho tiền quốc gia của họ mất giá tại vì cái giá giao dịch ở trên sàn Binance sẽ thấp hơn cái giá trên thị trường đó là cái sự cáo buộc và sau đó sàn Binance cũng đã loại bỏ cái đồng này ra khỏi hệ thống của họ nhưng mà không ngưng ở đây các bạn họ muốn là phạt sàn Binance 10 tỷ đô la đã cực kỳ vô lý rồi đã chia sẻ trong video cách đây khoảng chừng 2 ngày thì bây giờ đó ở Nigeria họ muốn là CEO của Binance là Richard Tang phải đến Nigeria để mà trình bày với họ. đương nhiên đó họ nói là họ đã mời nhiều lần nhưng mà Richard Tang không có đến. thì tôi không biết là nếu Richard Tang không đến đó, thì chuyện gì xảy ra. tại vì họ nói họ cho cơ hội cuối cùng để Richard Tang đến Nigeria để mà trình bày với họ. đó là những cái thông tin lớn ngày hôm nay. Thì muốn chia sẻ với các bạn. và trong lúc làm video này đó thường cũng khá là mất tập trung các bạn. tại vì thị trường cũng khá là sôi động trong thời gian rất là ngắn để thuận cho các bạn nhìn thấy được là trong khoảng thời gian chỉ có nến 15 phút thôi chúng ta nhìn thấy được là có cái sự tăng giá lên tới 64.000 và cũng trong 15 phút giảm xuống còn 62.290 hiện bây giờ đó chúng ta mức là 63.250 thì vẫn là cái sự tăng trưởng cho ngày hôm nay các bạn nhưng mà các bạn thấy được là thị trường nó đang uh, rất là có nhiều biến động hiện tại về mặt tổng số vốn hóa đó, thì các bạn thấy được chúng ta đã gần tới 2,5 nghìn tỷ rồi. Vốn hóa ngày hôm nay đã vẫn tăng là 2,7% Bitcoin đó thì tăng 1,8% 8 Ether cũng tăng phần trăm tương tự nhưng mà chúng ta nhìn thấy được là trong vòng một tuần qua đã có rất nhiều meme coin cũng đã tăng luôn. Như bạn nói tới Dogecoin đã tăng 73% các bạn trong vòng 7 ngày qua. Chúng ta có Shiba Inu tăng 128%. Nói chung đó là chúng ta nhìn thấy được có rất nhiều những cái meme coin Floki cũng đã tăng trong một thời gian qua rồi. Chúng ta nhìn thấy được là trong vòng một tháng qua Floki đã tăng 408% Pepe, các bạn nhìn thấy là Pepe đã trong một tháng qua đã tăng 526% Bây giờ chúng ta hãy nói tới cái danh mục đầu tư demo Chúng ta sẽ cùng nhau chung bình giá tuần này Tại vì mỗi chủ nhật đó, chúng ta cùng nhau chung bình giá Rồi thường sẽ chia sẻ về cái danh mục đầu tư của thuận hiện tại Và Trước hết các bạn nhìn thấy được là cái danh mục đầu tư này chúng ta cũng đã có từ rất lâu rồi. Chúng ta cũng đã thành lập danh mục đầu tư demo này ở trên Congetgo đó là vào ngày 4 tháng 4 năm 2022 gần 2 năm rồi các bạn và lúc đó, đó giá Bitcoin là 46.622 rồi từ lúc đó giảm xuống chỉ còn có 15.000 đô rồi tăng ngược cho lên tới mức bây giờ và chúng ta nhìn thấy được là Ether cũng như vậy chúng ta bắt đầu là từ cái mức Ether là 3.514 đô nghĩa là cái mức giá Ether hiện tại thì các bạn cách đây gần 2 năm rồi thì đương nhiên là Ether cũng đã giảm xuống rất là nhiều vào cuối năm 2022 nhưng mà chúng ta vẫn tiếp tục kiên trì trung bình giá và Bitcoin và Ether mỗi tuần là 100 đô. Con số này là con số mà thuận lấy con số chẳng cho nó dễ tính mà thôi các bạn Chứ còn các bạn có thể thử nghiệm với bất cứ con số nào Và kết quả là sao? Kết quả đó thì các bạn đã nhớ là cách đây rất lâu rồi các bạn Lúc mà giá Bitcoin trở về khoảng 20.000 đô đó là chúng ta đã có lời rồi Chứ không phải là đến bây giờ đâu Nhưng mà đến bây giờ với cái mức giá hiện tại đó Để thùng refresh lại các bạn nhìn thấy được là cái tổng danh mục đầu tư này đã có lãi là 124% 124% trong vòng 2 năm thì có thể là các bạn nhìn những cái đồng meme coin các bạn thấy được là wow một tháng họ đã tăng một trăm mấy phần trăm rồi nhưng mà danh một này ra 2 năm mới tăng được 124%, cái sự khác biệt ở đây là chúng ta đang nói đến là không phải là một lệnh hay là chúng ta không phải đang nói đến là một phần của danh mục đầu tư chúng ta đang nói đến là cả danh mục đầu tư luôn, có nghĩa là tổng số tiền, tổng số tài sản tăng 124% các bạn và chúng ta đã bắt đầu ở mức rất là cao cái đây là 2 năm rồi và các bạn có thể nhìn thấy được ở bên dưới này bitcoin đó thì tăng 143%, ether tăng 104%, ether đó thì vẫn kém bitcoin hiện tại các bạn, bitcoin vẫn là nhanh hơn trong thời gian gần 2 năm qua và 100 đô một tuần cho bitcoin 100 đô tuần cho ether có thể là nhiều bạn cảm thấy con số này nhiều quá nhưng mà thật ra nó có nhiều bạn đầu tư con số lớn hơn rất là nhiều thì các bạn có thể tự tính với cái mức đầu tư mà các bạn có thể bỏ ra được nếu như mà muốn thực hiện những cái chiến lược tương tự như thế này nhưng mà cái mà tôi muốn chia sẻ đó cho dù là 100 đô và bịch không trăm đô và ether và có nhiều người cũng có thể là đầu được đầu tư nhiều hơn con số đó nhưng mà chỉ tính 100 đô thôi thì các bạn thấy được là cái số lượng mà chúng ta bỏ vào cộng với lại cái tiền lãi bây giờ đã là 44.372 đô và trong đó cái phần trăm tiền lãi đã là 24.572 đô la rồi các bạn có thể nghĩ là nếu như các bạn có thể dễ dàng đầu tư 100 đô mỗi tuần vào Bitcoin và mỗi tuần vào Ether thì các bạn đã có cái số lượng tiền này rồi nó là một cái sự tăng trưởng rất đáng kể các bạn khi chúng ta nghĩ đến cái con số chúng ta bỏ ra và đương nhiên tôi sẽ không ngưng ở đây đây chỉ là cái sự bắt đầu mà thôi các bạn khi mà Bitcoin trở về đỉnh cũ đạt đỉnh mới rồi Ether theo sau nó con số này sẽ tăng lên rất là nhiều và cái mà các bạn nên hiểu đó là khi mà chúng ta nói tới chung bình giá dài hạn thì các bạn sẽ có được cái phần gọi là lãi kép Đương nhiên khi mà so sánh với bất cứ một cái altcoin nhỏ nào thì các bạn đều có thể tìm ra được ừ, altcoin này tăng trưởng nhiều hơn Ether, tăng trưởng nhiều hơn Bitcoin. Nhưng mà đó là trong một thời gian ngắn thôi các bạn. Cái mà chúng ta có được đối với Bitcoin và Ether đó là nó tồn tại nhiều năm. Thì cái phần trăm lợi nhuận nó sẽ tăng theo năm tháng các bạn. Chứ không phải là chỉ một mùa hay là chỉ là một tháng hay là một năm gì đó. Cho nên cái phần trăm này nó sẽ tăng theo thời gian rất là nhanh các bạn thấy được là bắt đầu chúng ta có lời là vài phần trăm bây giờ chi hết ta là 124 phần trăm rồi và trong tuần này đó chúng ta cũng sẽ tiếp tục trung bình giá 100 đô và Bitcoin kho và 100 đô vào Ether tại vì tôi muốn cho các bạn thấy được là khi mà thị trường cực kỳ sôi động khi mà giá cả liên tục đạt đỉnh mới đó thì cái phần trăm lợi nhuận nó sẽ kinh khủng như thế nào cho dù là chúng ta chỉ đầu tư vào Bitcoin và Ether mà thôi đó thì cũng vẫn có cái lợi nhuận rất là cao. Và đương nhiên Bitcoin và Ether là hai đồng mà có vốn hóa lớn nhất hiện tại, rủi ro nó sẽ thấp hơn nhiều so với những đồng còn lại mà cũng có hiệu quả nếu chúng ta trung bình giá dài hạn. Đó là điều mà tôi muốn chia sẻ với các bạn ở đây. Chúng ta sẽ tiếp tục đầu tư 100 đô vào Bitcoin và 100 đô vào Ether. Thì với cái giá tăng như thế này đã 100 đô không mua được nhiều nữa các bạn. 100 đô bây giờ chỉ có thể mua được là 0. 00158 Bitcoin mà thôi tuần sau mới submit Thì coi như chúng ta cũng đã chung bình giá xong cho tuần này các bạn ngày 4 tháng 3 cho Bitcoin Và Ether cũng tương tự chúng ta sẽ mua 100 đô Ether cho cái demo này Thì y uh, Ether bây giờ đã là gần 3.500 đô rồi Thì 100 đô chúng ta chỉ có thể mua được 0.028 Ether mà thôi. Thôi xin submit. Và đây là kết quả của trung bình giá Calda một tuần này. Còn đối với account của Thuần thùng cũng vừa update cái danh mục đầu tư các bạn thì mỗi 2 tuần thùng sẽ cập nhật một lần. Và hôm nay đó lại là ngày thùng sẽ tiếp tục cập nhật. Thì trước hết chúng ta hãy nói tới cái danh mục đầu tư của crypto hiện bây giờ ra sao. Thì các bạn nhìn thấy được là ở cái mức giá hiện tại đó Bitcoin đã là 63.400 đô rồi. Thì chúng ta nhìn thấy được là Bitcoin tăng trưởng rất là nhanh. Và cái phần trăm của Bitcoin đó vẫn tiếp tục giữ được cái mức là 66.17%, Ether đó thì cũng cỡ đó các bạn là 26.26%, .26%. Bitcoin và Ether vẫn là các phần cao nhất các bạn nhìn thấy được là hai cái này cộng lại đã là phần lớn của danh mục đầu tư của Thuận rồi. Chúng ta nhìn thấy được là Thuận không còn lưu trữ BNB từ cái thời điểm là vào ngày 19 tháng 11 tới bây giờ, Thuận đã đổi hết những đồng Binance đó ra thành đồng Ethereum rồi và kế đó đó Thuận lưu trữ Cardano là 2.21% XRP là 1.17%, Madix chỉ có 0.3% mà thôi, Doge là 1%, Solana là 1.9%, AVAX là 0.2%, LINK 0.3%, DOT là 0.3%. Đó là cái kết cấu danh mục đầu tư crypto của Thuận hiện tại Phần lớn vẫn là Bitcoin và Ether Và đó là điều mà Thuận nghĩ là gì bạn không có cảm thấy quá bất ngờ đâu Nhưng mà còn một số lượng nhỏ nữa những cái đồng nhỏ hơn các bạn là 0.26% trong đây là hỗn hợp của những đồng mà thường đầu tư rất là nhỏ cho nên sẽ không có liệt kê ra từng đồng một nhưng mà các bạn nhận thấy được là phần lớn vẫn là bitcoin và ether còn lại là cardano xrp Matic, doge solana avex link dot và đương nhiên đây chỉ là cái danh mục đầu tư kết cấu của thuận mà thôi thuận đã đầu tư rất lâu rồi các bạn cho nên đây là kết cấu hiện tại của thuận sau một thời gian dài trung bình giá đây không có phải là lời khuyên đầu tư Tại vì một đồng mà Thuận không có đầu tư cũng không nghĩa là xấu đâu Chỉ là Thuận có thời gian và có tiền có hạn mà thôi các bạn Cho nên không nào mà tìm hiểu hết tất cả các đồng Và đầu tư hết tất cả các đồng Và ngược lại đó, một đồng mà Thuận đầu tư Cũng không nghĩa là các bạn nên đầu tư Tại vì mỗi người đều có một cái vị thế và mục tiêu khác nhau Đây chỉ là cái sự chia sẻ giữa Thuận và các bạn để các bạn có sự rõ ràng mà thôi các bạn tại vì một chuyến điều mà Thuận kỳ vọng có thể làm được trên channel này đó là không chỉ riêng là chia sẻ thông tin tâm sự với các bạn mà còn là một cái nhật ký đầu tư để các bạn có thể thấy được quá trình đầu tư của Thuận trong vòng mấy năm qua như thế nào cái này đã có từ rất lâu rồi các bạn Thuận đã chia sẻ rất rất là nhiều lần rồi và nếu như mà Thuận thành công thì cũng tốt nếu như mà không thành công thì các bạn cũng có thể rút ra được những cái kinh nghiệm đó là điều mà thuận hy vọng làm được và các bạn có thể thấy được đối với lại crypto đó thì hiện bây giờ cái phần trăm crypto vẫn là phần trăm lớn nhất trong tổng danh mục đầu tư của thuận tổng cộng đó, tài sản của thuận bây giờ là 67.05% hiện bây giờ là nằm trong crypto các bạn và phần lớn là bitcoin và ether tiền mặt chỉ có 7.67% mà thôi Cổ phiếu đó thì rất là thấp Chỉ có 3.13% mà thôi Và bất động sản Và những tài sản khác Phần lớn là hợp đồng đầu tư đó Thì chỉ có khoảng là 22.15% mà thôi Crypto vẫn là cái phần lớn nhất Trong danh mục đầu tư của tuần hiện tại Và nhiều bạn theo dõi kênh cũng đã biết Là đối với đó tuần đã bắt đầu chốt là một phần Ở cái mức này các bạn Trung bình giá ra DC ra phần lớn là để cân bằng lại danh mục đầu tư tại vì các bạn nhìn thấy được là cái phần trăm của crypto tăng trưởng rất là nhanh chúng ta có thể trả trở về cách đây không lâu các bạn cách đây đó chúng ta trả trở về cái thời điểm là tháng 11 của năm 2023 lúc đó crypto chỉ có 40% của danh mục đầu tư của thuận trước đó đó chỉ có 30% mà thôi nhưng mà chưa gì hết đó, crypto bây giờ đã là 67% rồi và các phần trăm tiền mặt đó thì nó thấp đi theo thời gian các bạn cho nên thuận cần phải cân bằng lại hiện tại và thuận muốn có thêm tiền mặt đó là lý do tại sao mà thường quyết định là chúc lời một phần tại vì nhiều bạn đã biết là thường đã đầu tư rất là nhiều trong vòng 2 năm qua rồi nhưng mà Thuần chúc lời không có nghĩa là giá không thể tiếp tục tăng nữa hay là giá sẽ xuống hay gì hết các bạn thùng chỉ chúc lời tại vì đó là mục tiêu của thuận hiện tại mà thôi để mà cân bằng lại cái phần tiền mặt còn mỗi bạn như thường chia sẻ đó đây chỉ là update đầu tư mà thôi các bạn có thể tham khảo thông tin này nhưng mà không phải là lời khuyên đầu tư tại vì mỗi người sẽ có mỗi vị thế thời gian và nhu cầu đầu tư khác nhau và cái phần này đó đối với bài nào mà theo dõi kênh sẽ cảm thấy là khá nhàm chán tại vì thuận lập đi lập lại rất nhiều lần đó chính là có những quy định thuận lập ra cho bản thân của mình và những quy định đó là gì các bạn những quy định đó là thứ nhất là đừng tin ai hết Đừng nói đến một ai đó cố tình gạt các bạn cho dù là một người thật sự muốn giúp đỡ các bạn Nhưng mà họ cũng có thể đưa ra những cái quyết định sai lầm Cho nên các bạn đừng tin đây hết và nó đi song song với lại các bạn tự tìm hiểu Năm nay đã là năm 2024 rồi Các bạn Google đã thông tin gì cũng có, tiếng Việt cũng có, tiếng Anh cũng có Ngoài dù thuận ra có rất nhiều người chia sẻ content ở trên những mạng xã hội Làm Youtube các bạn cũng nên tự tìm hiểu để có thể tự đưa ra quyết định cho bản thân của mình không giống như là cách đây nhiều năm nữa các bạn khi mà thùng mới bắt đầu đó thì uh, tin tức tiếng anh còn không có cho nên có nói tới là tiếng việt bây giờ đó thì thông tin đầy hết rồi các bạn có thể tự tìm hiểu một cách rất là dễ dàng bất cứ như các bạn muốn biết thì các bạn cũng có thể nắm được đại khái bằng cách là các bạn tìm những thông tin trên mạng từ giữ crypto cái này rất quan trọng những bạn nào mà đã trải qua năm 2022 đã biết rồi các bạn đã trải qua những cái sự kiện như là chúng ta nói tới những công ty đồ sộ như là FTX cũng đã bị sụp đổ cho nên từ giữ crypto nó sẽ tốt hơn các bạn có thể tìm hiểu những thông tin làm sao để từ giữ crypto nhớ chút lời các bạn không chút lời người khác sẽ chút lời dùm các bạn phân bổ vốn rất quan trọng các bạn phân bổ vốn nó không phải là để tối ưu hóa lợi nhuận mà đã để quản lý rủi ro không may mượn đầu tư đã căng thẳng rồi. Nếu như mà các bạn vay mượn đi đầu tư đó thì các bạn lại sẽ càng căng thẳng hơn và các bạn càng căng thẳng các bạn sẽ càng dễ phạm sai lầm zoom out đầu tư dài hạn luôn là tiêu chí của kênh và đây là tất cả những thông tin mà tôi muốn chia sẻ với các bạn trong video ngày hôm nay tôi hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video này nhưng mà nào muốn tìm hiểu những ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của thùng capital thì có thể tìm hiểu bằng cách là bấm vào cái link bên dưới video này để tìm thấy những ưu đãi như là các bạn có thể nhận được bonus hay giảm phí giao dịch lên tới 30% khi mà tham gia vào những sàn như là bybit, okx, binance, x và một số những dịch vụ khác như là các bạn đang nhìn thấy trên màn hình. Nhưng mà nào mà sử dụng sàn giao dịch thì chỉ nên dùng để mà giao dịch mà thôi, không nên lưu trữ quá nhiều tiền trên sàn. Và thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp. Theo. Tạm biệt các bạn.